nám chị cũng ít ít thôi, nó cũng nám kêu nám chuyên sâu mà nó cũng ít thôi chứ không có lan tỏa nhiều. Mà chị đi làm bên thẩm mỹ viện xong lần đầu chị làm về thì ai cũng nói đẹp, xong lần thứ hai cũng sao tự nhiên nó xấu từ từ từ, lần thứ ba cái nó tanh bành luôn, nó thâm thâm đen vậy luôn á. Bà hỏi chị là giờ chị muốn làm đẹp lại chị phải mua liệu trình 50 triệu. Lúc em mua liệu trình bác nói là liệu trình này 3 tháng bảo bảo đảm 3 tháng hết, mà giờ thành 4 tháng không hết, mà bác kêu bắn nữa, mà xong cái không bắn chị bỏ chị về ngang luôn. Cho nên ai mà hỏi tới bà bác sĩ đó làm liệu trình cho chị là chị cũng khóc à. Nói chung tự nhiên mình mất tiền mình không làm được như ý á, cho nên mình tuổi là ai làm cũng đẹp, có tiền mà làm không đẹp. Thì nói chung chị lúc đó chị làm bên nó về là chị không bao giờ chị lên Facebook để chị đăng ký mấy chỗ trị nám nữa. Nhưng mà bữa đó chị tình cờ chị lướt lên chị thấy cái chỗ này, xong rồi chị mới thấy bác sĩ Hiền ở trên Facebook, trên TV á, thì thấy mấy cái mặt của bác sĩ chụp hình đưa lên, xong rồi thấy mình nói chắc cái chỗ này làm chắc cũng ngon thôi, mình đi lên khám da. Xong rồi chị cũng thích, chị nói thôi giờ mình cũng thử một lần nữa, thử vận may một lần nữa mình lên. Nhưng nói chung là mới lần đầu mà chị thấy cũng được, lần thứ hai chị thấy ok. Cho nên là cái mà bác sĩ hẹn tới ngày đây là chị nôn, nghĩ tới ngày đó chị đi làm đó cho nó mau để cho nó đẹp cái da ra. Thì cái da của mình nó quá xấu, nó cũng là 100% xấu luôn, mà đi 2 buổi ở đây liệu trình đây thì về da mặt mình đây nó cũng cải thiện được 50-60% đó. Cho nên là mình cũng tự tin, cho nên là mình cố gắng để mình kiên trì đi tới đây. Lúc trước đi là da mặt chị nó hơi mềm mà nó sệ sệ như nó nhăn mấy này lên, nhưng mà bây giờ là da chị nó hơi căng. Nói chung là làm bên bác sĩ Hiền này á, thì có hiệu quả mà cũng an toàn, mà hiệu quả rất là nhanh luôn. Nói chung là bên đây chị làm 2 lần, một bắn mi khiêu gì đó, một lần với một lần lấy máu để chích lên những cái chỗ cái nám của mình, chân nám mình, để cho nó khỏe cái da mình ra gì đó. Nếu mà mình có nám hay là có gì tàn nhang hay cái gì đó, bất cứ trên da mặt mình mà mình đi làm muốn làm đẹp thì mình phải lựa những chỗ có uy tín để mình làm, chứ đừng có nghe lời bác sĩ này bác sĩ kia. Tôi làm chỗ này tôi làm này rẻ kia rẻ, nhưng mà nó không có hiệu quả thì nó cũng không có đảm bảo cho da mặt mình. Mình cũng cảm ơn bác sĩ Đỗ Thu Huyền với lại phòng khám HHV để tận tình điều trị cho mình có làn da đẹp. Từ hôm bữa đến giờ là cũng 90 ngày thì cái phần cải thiện theo cái con mắt của chị nhìn thấy á, thì chị thấy cải thiện thì cũng khoảng chừng 70% rồi. Chị tên là Thoa Lê, chị về từ Mỹ và chị sống ở South Carolina, Greenville. Tại vì hồi nhỏ lúc chị 17, 18 tuổi là chị bị mụn rất là nhiều. Thì chị thì thích nặng, tay chân ngứa ngáy, nặng rồi xong rồi nó để thẹo rồi nó bị rỗ rồi chỉ có mụn bọc nữa. Qua 5 tháng thì cái rỗ nó sâu hơn, từ đó đến nay thì cũng mấy chục năm rồi. Thì chị có trị ở bên Mỹ, nhưng mà một năm chị đi lăn kim lăn collagen mà nó không hết. Chị thì không có đến nỗi mà cái rỗ nó nhiều, nó sâu như những bạn khác, nhưng mà tuổi mình lớn á, thì mình thấy nó không có, tức là không có đẹp, mà nó khi mình trang điểm thì mình thấy cái khuyết nó rất là nhiều. Thì chị cứ mong ước là một ngày có cái trung tâm nào đó để mình về mình làm. Thứ nhất chị sợ đau nè, thứ hai nữa tại vì những cái cách phương cách cũ hồi xưa thì chị nghe ai nói cũng đau, chị rất là sợ. Thì chị mới nghiên cứu cái kênh YouTube của bên bệnh viện của em, với lại Google với lại Facebook, thì chị cảm giác rất là tin tưởng. Bác sĩ cũng rất là nói thật, tại vì bác sĩ cũng nói là bác sĩ bảo đảm là cái thẹo của chị đó là sẽ phục hồi được là hơn coi như là 80 đến 90%. Chị mới làm từ hôm bữa đến giờ là cũng 90 ngày thì cái phần cải thiện theo cái con mắt của chị nhìn thấy á, thì chị thấy cải thiện thì cũng khoảng chừng 70% rồi. Thì phần còn lại 30% thì như bác sĩ nói thì da nó vẫn còn tái tạo. Quan trọng cái phần còn lại là do cái mình duy trì thì nó sẽ được tốt 100%. Nhưng mà so far thì chị thấy là cải thiện rất 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 là nhiều. Bởi vì gia đình chị ai cũng thấy sự khác biệt, và bạn bè thì cũng thấy khác biệt. Mặc dầu trong cái thời gian ngắn thôi, nhưng mà thấy được gương mặt nó sáng là tự nhiên. Nó
nhìn nó phục hồi và nó sáng là tự nhiên, nó trẻ hơn. Chị thì không, chị chỉ nhớ một vài từ chuyên môn thôi. Chị nhớ là big cell, chị nhớ là plasma. Cái vì chị làm rổ với lại thẹo cho nên dùng gọi là tách bóc. Lời khuyên của chị là nghiên cứu một nơi đáng tin cậy và mình hãy thử, và mình hãy mình yên tâm và cũng xem cái kinh nghiệm những người, chẳng hạn như chị, một người bị sẹo lâu năm và chữa được, thì có thể lấy đây là cái gọi là cái người thật việc thật. Cái lúc mà mụn của em lên ấy thì em không nghĩ đấy là bị kích ứng, tại vì thường thì 1-2 năm em vẫn hay mụn một lần đều như vậy, thì nó lên tự lên rồi nó tự hết thôi, nên là em chỉ có dùng môi sữa rửa mặt thôi chứ em không bôi thoa thêm cái gì khác. Tuy nhiên thì có chị đồng nghiệp thì chị nói với em là da em đang bị kích ứng thì mua thuốc uống thử thì để cho nó xuống lại. Thì em cũng có thử mua thuốc uống 2-3 ngày, thì em cũng thấy trong thời gian uống thuốc thì nó cũng đỡ, nó không còn ngứa nữa. Nhưng mà sau khi hết thuốc thì nó lại ngứa và nó lại bùng lên đã. Nhưng mà khi em bị mụn lên nhiều ấy thì nhìn da nó chạm đi rất là nhiều, và mình cảm thấy ngại tiếp xúc với mọi người hơn. Thì công việc của em thì nói chung là đi nào cũng không có vui như trước nữa. Trước khi em đến HHV điều trị thì em có một người thân giới thiệu, thì vì em thấy cũng có khá nhiều các phòng khám hay là các spa, tuy nhiên em cũng không tin tưởng lắm những gì người ta quảng cáo ấy, thì em sợ là người ta quảng cáo một người ta nói một người ấy. Nên là em có một người bạn đã từng điều trị ở đây và người ta cũng điều trị rất hiệu quả, nên là em muốn thử đến phòng khám một lần của mình thử xem một liệu trình bên mình như thế nào. Khi mà em đến bên phòng khám mình điều trị ấy thì các bác sĩ cũng nói với em về cái liệu trình đối với tình trạng da của em hiện tại, thì nếu như mà em chỉ có nặn mụn không ấy mà không làm công nghệ cao thì khoảng tầm từ 4-6 tháng thì nó mới sạch được mụn. Còn nếu mà em làm pixel ấy, công nghệ cao ấy, thì trong một buổi là em có thể cải thiện mụn lên đến 80-90% rồi, và mình có thể lấy mụn thêm 1-2 lần nữa là mình đã thấy sạch chân mụn rồi ấy. Nên là em cũng khá là yên tâm vì ở bên mình cũng có cam kết và văn bản rõ ràng rồi. Sau khi mà em điều trị một buổi bên mình ấy thì em thấy tình trạng mụn của mình hiện tại đã cải thiện 80-90% so với tình trạng mụn trước kia rồi. Da mặt của mình nó sáng khá nhiều nên em cũng rất là vui, vì da của em nó cũng đã trở lại ổn hơn như trước kia rồi ấy. Thì em cũng tự tin với mọi người, giao tiếp hơn với mọi người, em cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi. Em thấy khi điều trị ở bên HHV bên mình ấy thì điều trị khá là nhanh, an toàn và rất là hiệu quả luôn ạ. Mình khuyên các bạn là nếu mà thấy tình trạng da có lên mụn nhiều ấy, hoặc là cảm thấy hơi ngứa máy hoặc là hơi sáp một chút ấy, thì mọi người đừng lo lắng quá và cũng đừng tự điều trị tại nhà, bôi thoa mỹ phẩm để tránh cái tình trạng hiện tại là mụn nó sẽ bị lên nhiều ấy. Thì mọi người hãy tìm những cái cơ sở uy tín và có phác đồ điều trị rõ ràng, thì qua đấy bác sĩ hay là chuyên gia ấy sẽ tư vấn cho mình liệu trình phù hợp nhất với tình trạng da, để da của mình sẽ không bị bùng mụn và tái phát lên nhiều ấy, tránh tình trạng bị nặng hơn sẽ rất là khó điều trị. Em cảm ơn chuyên gia Đỗ Thùy Hiền và phòng khám HHV đã giúp cho em sạch mụn và mang lại một làn da giúp em tự tin hơn rất là nhiều. Em tên là Tony Nguyễn, em đang làm chủ của một tiệm Tony Day Spa ở Texas. Thật ra đây cũng nói thật sự, câu chuyện thật của mình là lúc trước thì da mặt mình cũng bình thường đẹp lắm. Trong hai năm qua thì mình không có giữ nhan sắc mình, mà có chuyện buồn thì mình cứ một mụn vậy cái mình ngắt, mình xé cho nó bự ra, cái nó có thẹo. Thẹo quá nhiều quá mình không có tự tin ra đường, mình phải bôi make up để cho nó đỡ chứ ra đường nhìn không dám ra đường. Thì mình cũng buồn, mình sao nhan sắc không đẹp mình cũng buồn. Cho nên mình cũng định là đi tìm bác sĩ chữa, thì tình cờ Việt Nam. Thì mình cũng đi lướt Facebook, thì mình thấy SVV, thì mình cũng muốn thử thôi. Thử cái nó có cho biết chắc chắn là có thành công hay không. Nhưng mà thật sự đến đây khoảng chừng 15 ngày trước thì mình đến tham khảo, thì bác sĩ tư vấn thì mình cũng thử thôi chứ mình không biết là kết quả sao. Thì mình thử thì thấy kết quả rất là khác biệt luôn, cho nên mình rất là mừng. Rồi mình tự tin mình trở lại lần nữa, mới một lần mà nó đã được kết quả 50%, cho nên trong vòng 2 tuần thì mình rất là vui, mình trở lại để mình làm thêm lần nữa thì chắc chắn là kết quả nó sẽ hoàn hảo hơn nữa. Thì đây rất là hài lòng, rất là vui.
đi về nhà gia đình ai cũng cái mặt này bữa nay thấy sáng ra, thì mình ra đường mình thấy tự tin hơn. Giờ thẹo cũng còn thể chết chết nhưng mà không đến nỗi giống như xưa, nó sáng ra, trên lông nó khích, nó đẹp, nói chung là nó được sáng ra. Chấm cái thuốc bôi nám với lại thuốc phục hồi, rồi làm mấy cái plasma, lấy cái máu mình lọc ra, cái máu tốt để mình bôi lên cho máu dinh dưỡng da cho đốt trẻ ra, thì thấy kết quả rất là hiệu quả luôn. Thật ra thì công nghệ thì đâu cũng có, nhưng mà ở Việt Nam thì thấy nó tiện hơn, với chăm sóc khách hàng nó tốt hơn, với công nghệ nó cũng không thua gì nước ngoài, với lại giá nó cũng mềm hơn. Thời điểm hiện tại nó đã được 80-90% rồi. Sau 6 năm thì cái điều mừng nhất đối với chị là nám nó không hề bị tái nặng. Hôm nay mình đến đây thì các bạn có xin review để cái làn da thực tế để cho các bạn biết là ở da của mình sau 6 năm điều trị thì nó như thế nào. Tình trạng nám của chị trước khi đến đây điều trị các bạn không thể tưởng tượng đâu. Chị rất là tự ti về cái ngoại hình của chị. Nám hết hai bên mặt gò má rồi cả những cái sống mũi với viêm nhé. Nám chỉ còn mũi cũng được một chút là hai bên chỗ này của chị là nó còn nhìn thấy. Nguyên nhân của chị bị nám thì lúc đầu là chị sinh em bé sau 6 năm thì chị được bị nám. Nám thì chị không hiểu biết được về cái làn da của mình nhiều thì chị đã cứ sử dụng những cái mà như là bây giờ nó gọi là cái kem trộn á. Chị cứ thế chị bôi. Bôi thì lúc đó nó có sáng ra nhưng mà sau đó thì ngưng thì nó lại nám, nám kinh khủng, ảnh hưởng nhiều chứ em. Công việc mình cũng không có đủ tự tin này, rồi là kể cả với tất cả mọi cái đều ảnh hưởng rất là nhiều. Sau khi kết thúc cái liệu trình điều trị nám thì chị cảm thấy là chị sẽ đỡ được đến 80% và da nó sẽ khỏe lên. Chị thì sử dụng công nghệ AmaQ đó. AmaQ đào thải sắc tố và sau đó là chị sẽ giữ. Cái kiêng cữ thì cũng không có phải là vất vả quá. Thì bình thường chị em mình đi ra ngoài thì vẫn phải là đeo khẩu trang rồi là đội nón cũng phải có chứ. Nhưng mà nám thì phải kỹ hơn các bạn một chút. Cái điều khác biệt ở chỗ cái phòng khám mà chị điều trị ở đây này với khác với chỗ khác là khi đến đây chị được các bác là tư vấn là nám là không thể nào hết được 100%. Nó chỉ được 70-80% là cái điều mà đã là thành công rồi. Nhưng chị cũng thấy sau mỗi một lần điều trị như vậy thì nó cũng cải thiện rất là nhiều. Bác sĩ cũng nói là đưa ra cái mức là cam kết thấp nhất để cho chị nữ, mà nó không có được như vậy thì chị cũng không bị thất vọng. Nhưng mà nó còn trên cái kỳ vọng. Ở đây thì chỉ được phòng khám đưa ra là được 60-70% đã là thành công. Nhưng bản thân chị cảm nhận những thời điểm hiện tại nó đã được 80-90% rồi. Cái quan trọng nhất của điều trị nám là mình cần phải tìm được một nơi là uy tín như thứ nhất, thứ hai nữa bác sĩ có tâm, và cái điều thứ ba nữa là cái công nghệ. Thực sự cái công nghệ nó rất là quan trọng, nó giúp cho mình cải thiện nám hay không nó cũng rất là quan trọng ở cái công máy công nghệ, nên chị muốn nhắn nhủ với các bạn như vậy. Điều cuối cùng là chị muốn gửi lời cảm ơn đến chuyên gia Đỗ Thư Hiền đã ra cái phác đồ điều trị cho chị và phòng khám HHV đã điều trị cho chị để chị tự tin để có một công việc ổn định cũng như là lấy lại được cái sự tự tin cho bản thân như hôm nay. Và chị mới bị năm nay thôi. Dạ, nhưng mà từ hồi nhỏ giờ là da mặt của chị rất là bình thường, cũng không có mụn. Mình đi gặp bác sĩ, mình cũng thử đoán nha, có bị gì thì nội tiết tố, mình bị đổi khí hậu để em đi làm việc ở tiểu bang khác. Bị một năm bị stress á, thành nha, thành mụn. Em Khang thì bị mụn mấy năm nay rồi, em Khang là chắc từ 16 tuổi. Thì cũng có thuốc hóa gì kia, cũng dùng bôi kem, nó dùng chemical peel nhiều. Dạ, nó cũng có mấy laser nó cũng làm, nhưng mà nó làm nó chỉ rất là từ từ, rất là lâu. Thì lâu lâu cũng thấy có, thấy đang đỡ, thì lâu lâu thấy tự nhiên đang nổi lên nhiều. Dạ, thì chị cũng mang em đi theo cũng hồi đó Khang cũng bắn laser thì cũng trị được một hồi, nhưng mà nếu không có bắn mỗi tháng thì mụn nó quay lại. Lại mụn của em Khang là bị mụn viêm á, nó nặng lắm. Lo chứ, bên đó cô cũng cho chữa trị mà bây giờ giống như bên đó cũng bao la phải không? Cũng chữa trị cũng không biết cách nào là đúng, đi thử cái này thử chỗ kia cũng không có hết. Mấy chỗ khác thì như người ta có điều trị mụn xong rồi người ta là giống như là thẩm mỹ viện rồi xong rồi giống như là facial, tức là người ta làm rất là nhiều thứ, còn ở đây là cô chỉ thấy là chỉ mụn, tức là chỉ là clinic là chỉ mụn. Cái cô mới nói với Yến là coi thử coi cái này sao. Cái Yến coi xong Yến nói mẹ ở đây là chỉ mụn hay lắm, thấy là cái mặt người ta vậy là ghê lắm, bây giờ cái mặt người ta hết luôn này kìa.
đó nên tôi kêu quyết định tới đây, chứ còn không ai chỉ cũng không ai biết hết. Hôm nay là buổi là số 3 đó, thấy hả là đỡ được 20-30% mỗi lần rồi. Nên từ lúc mà hả mới tới đây từ bây giờ thì chắc cũng giảm được có hả khoảng 60%, 70 nhỉ. Thì thấy thấy kiểu cách có hả cô chị bác sĩ ở đây hả nặng mụn là thấy tốt, tại vì em muốn sạch đó hả cái da của mình, nên thấy cách chị dùng meso. Anh dùng có máy pixel bọn đó, đừng có về Mỹ làm này, về Mỹ thì làm mắc gần 2-3 lần. Nhưng mà mới có 2 lần là thấy kết quả coi như là quá tốt rồi đó, ngoài cái sức tưởng tượng của mình luôn á. Đây là hồi rất là mừng, tại vì về đây không có thời gian đâu có nhiều đâu, thì bác sĩ cũng nói nhất là mấy tháng rồi, nhưng mà đâu có thấy, mình đâu có mấy tháng đâu mà được như vậy. Thì khi như mình chữa cái kiểu mà chữa nhanh nó chỉ cấp tốc đó, mà được như vậy là thấy là rất là ok luôn. Tình trạng mụn của em hồi trước là sẹo rỗ mụn nhiều từ vùng cổ tới khắp mặt, do lúc trước mình không đi lấy nhân mụn mà mình lấy từ tại nhà, nên là da mặt mình có tình trạng sẹo và càng ngày càng lên nhiều lên. Em bị mụn thì em rất là tự ti, kiểu mình đeo khẩu trang hoài, lúc mình gỡ ra thì mình rất là tự ti vậy. Nhà em tới đây điều trị là bà cũng không có cho, tại vì bà nghĩ là điều trị không hết được. Em muốn thay đổi cái ngoại hình của mình để thuận tiện hơn trong cuộc sống mà. Khi mình tới đây điều trị, bác sĩ đã dùng phương pháp là anh ấy nhân mụn bóc tách pixel với lại BRV ạ. Lúc đầu mình đến đây, mình kỳ vọng là chỉ giảm được 40-50% thôi. Mình không ngờ HPV đã điều trị cho mình tới 80-90%, mình rất là cảm ơn. Ngoài việc hơn mụn, da của em sáng hơn và đều màu và khỏe hơn nhiều ạ. Ở đây điều trị không những an toàn, hiệu quả và cũng nhanh nữa ạ. Sau khi mình điều trị mụn, mình cảm thấy nhát tự tin hơn và không có như trước mình đục đè như mọi thứ. Bây giờ mình tự tin và chụp hình các thứ với bạn bè và nói chuyện tự tin hơn rất nhiều. Sau khi em điều trị 2 buổi, bà em đã khuyên em là đi trị mụn thường xuyên. Các bạn có tình trạng mụn và sẹo rỗ hãy đến nơi uy tín để điều trị và không có như mình. Em cảm ơn chuyên gia Đỗ Thu Huyền và phòng khám HHV đã tận tâm tài trợ cho em và em đã tự tin như ngày hôm nay. Chị là Hoàng Anh Nguyễn, chị ở Florida, Mỹ. Còn đây là anh Henry Mai, là ông xã của chị. Thì cái tình trạng da của chị trước khi đến đây là nó rất là khô và nó bị nám rất là nhiều. Bởi vì chị ở bên đó, chị đi biển rất là nhiều mà mình không có biết bảo vệ. Khi mà chị trải nghiệm dịch vụ ở đây thì chị cảm thấy là rất là yên tâm luôn, an toàn. Và mọi cái máy móc ở đây đều rất là hiện đại. Bản thân chị thì lúc mà được các anh chị tư vấn thì chị không có phải kiêng cữ gì hết. Chỉ che và đeo khẩu trang vải thôi để tốt cho cái da mình, bởi vì da mình mới làm mà. Dạ, nên là chị thấy cái dịch vụ nó rất là tiện lợi cho mấy anh chị. Cho dù giống như Hoàng Anh đó, Hoàng Anh đi về nước thì Hoàng Anh rất là mong muốn đi thăm lại bà con, cô bác hoặc là những cái nơi mà mình lâu quá rồi mình chưa được tới. Thì sau khi mà làm da xong mà mình vẫn có thể đi là một điều rất là tốt rồi. Bản thân chị trải nghiệm chị thấy là giảm rất là nhiều. Chị thấy da của chị rất là sáng luôn và các đốm nâu thì nó mờ hẳn luôn. Và những người thân trong gia đình chị cũng có đưa cái feedback cho chị là thấy cái làn da thay đổi rất nhiều, là da nó sáng hơn, làm cho cái mặt chị nhìn nó trẻ hơn cái độ tuổi 30 mấy của chị. Chị gần 40 rồi. Dạ, nhưng mà nên là chị rất là hài lòng luôn thật sự. Tới thời điểm hiện tại thì nó không có gây biến chứng gì cho da của chị, và nó chỉ có cái biến chứng duy nhất là làm chị đẹp hơn thôi. Và bản thân Hoàng Anh với lại anh Hoàng là những người thật sự đến đây để trải nghiệm dịch vụ, chứ không phải là nhận tiền quảng cáo gì hết mấy bạn. Mấy bạn cứ yên tâm điều đó nha. Nên nếu mà mấy bạn thật sự đang gặp vấn đề về da thì mấy bạn có thể đến HHV để mà mình thăm khám, để bác sĩ xem xét da của mình, để bác sĩ tư vấn đúng cái loại da của mình. Bởi vì nếu mà mấy bạn chăm sóc sai rồi mấy bạn lại đi đến phòng khám thì lúc đó đã nặng hơn rất là nhiều rồi, mấy bạn đã tốn 2-3 lần tiền rồi. Thì nếu như mà da có vấn đề thì mấy bạn phải đến phòng khám để mà được chữa trị theo đúng cái phác đồ của bác sĩ luôn. Chị bị nám là trong vòng khoảng chừng 2 năm em. Nó nám đậm lắm em, nó nám hai bên má này nè, với lại ngay chỗ cái quần, ngay chỗ cái râu hàm này nè, đó thì nó nám nhiều lắm. Mình không có tự tin khi mà bước ra ngoài cho lắm em. Hồi lúc trước thì nó chỉ là nhạt thôi, rồi sau đó là
do mình dùng cái sản phẩm á, nhưng mà càng dùng thì da nó mình nó lại càng mỏng, nhưng mà cái vết nám nó lại càng ngày nó càng đậm lên. Chị biết đến cái trung tâm da liễu HHV này á, là do em của chị đăng ký cho chị. Em của chị á, là có từng đã điều trị mụn ở đây, cho nên là giới thiệu ở đây để cho chị biết là chỗ này có điều trị mụn và cả nám nữa. Và về có một đàn da đẹp lắm. Chưa buổi trưa mà nó đăng ký xong nó nói chưa, ngày mai ở đây hẹn tới nè. Xong rồi đi tới đây rồi nó còn gọi điện nó hỏi sao không? Tới chưa, chị tới chỗ đó chưa? Nó sợ là chị không đi. À, em của chị rất là tin tưởng phòng khám da liễu HHV này, cho nên á, là cứ một hai là nói chị là phải đi đến đây để điều trị. À, bác nói là dùng cái công nghệ cao, như là dùng công nghệ laser nè, rồi AMAQ, thì cái làn da của chị nó được cải thiện rất là rõ. Nó sáng hơn và nó khỏe, nó chắc hơn. Giống như hồi xưa là nó rất là mỏng, mà bây giờ nó lại dày hơn nữa. Mình nhờ cái lớp biểu bì da là mình có thể mình cảm nhận được điều đó. Lúc trước thì nó giống như kiểu là khi mà tiếp xúc với nắng đó nha, thì nó sẽ là hơi rát, có cảm giác như vậy đó. Nhưng mà bây giờ khi mà điều trị đây xong á, ra ngoài ví dụ mà có nắng vô đây mình không có cảm giác mà rát nữa. Về em chị nói là chứ thấy không, kêu đi mà không chịu. Bữa nay á, da thấy á, là hả, thấy đỡ hơn lúc trước rất là nhiều. Em chị có nói với chị vậy, nghe nói mà mừng. Mỗi người có mỗi cách lựa chọn khác nhau. Nếu như mà ai có nhìn thấy làn da của mình lúc trước và hiện tại như bây giờ, nếu mà có đặt niềm tin nơi phòng khám da liễu HV này thì cứ đến nơi đây để mà điều trị. Mình là Cao Đức Anh, mình năm nay mình 18, mình ở dưới Đồng Nai. Mình bị từ năm lớp 9, mụn nó lên, nó bắt đầu lên, xong rồi mẹ em nặn mụn, xong rồi nặn xong rồi chỉ đi rửa mặt thôi, chứ không có gọi là chăm sóc gì hết. Thế là cuối cùng nó lên một đống lên mặt, mụn trứng ké, mụn bọc, nó cứ nổi chít lên mặt. Nó viêm nhiễm rồi là nó kiểu không có được đẹp, nó nhìn hay gọi là người ta gọi là xúc phạm người nhìn này. Mặt nó như này thì làm sao mà bao giờ mới có bồ, bao giờ mới đi tán gái được. Bạn bè thì người ta hỏi quá trời sao nhìn mặt nhiều mụn mà không đi trị đi. Thế là mình cũng nghe nhiều, nhưng mà cũng tại kinh phí mình hạn hẹp, mình tìm hiểu qua mạng xã hội thì mình biết đến cái chỗ này. Thế là mình lúc đầu mình cũng không biết gì về đâu. Mình tìm hiểu, mình thấy nhiều đánh giá tốt. Thế là mình thử một phen, liều thử, mình lên thử xem như thế nào. Thì cuối cùng là sau hai buổi mình thấy rất là khác biệt. Nhìn nó không tin vào mắt mình. Người ta hỏi sao mà dạo này nhìn đẹp trai thế, nhìn sáng sủa thế. Cũng nhiều người đã hỏi chỗ. Rồi là mình cũng tư vấn. Em thấy ở phòng khám HHV Clinic này là một phòng khám điều trị tuyệt vời, luôn hỗ trợ khách hàng hết mình. Thật sự khuyên mọi người, nếu mà mọi người có điều kiện thì cứ đi trị mụn nếu mà có mụn, tại vì càng sớm càng tốt, tại vì một phần nếu mà không qua làm sớm sau này thì cũng hết đấy, nhưng mà nó sẽ để lại hậu quả nhiều cái sẹo, nhiều cái rỗ. Nó không có da, nó không có đẹp bằng nếu mà mình đi trị sớm. Mình trị sớm thì mình sẽ được nhiều cái thứ tốt hơn. Nên là mọi người nên đi trị sớm nếu ai có mụn thật sự thì mọi người nên đi. Chị tên là Nguyễn Thị Lý Hạnh, chị đang sống ở tại New York. Chị về đây chị chơi với con chị á. Trong cái đợt này thì chị đến cái trung tâm phòng khám da liễu này và chị đang làm điều trị về da của mặt của chị. Cái da chị thì nó bị mụn thâm và nó bị lở. Những cái vết sẹo trên da mặt của chị á thì nó bị lở và thâm sâu và rỗ á. Cho nên là chị tới chị làm hết toàn bộ cái da mặt của chị. Khi mà tới đây chị sử dụng những phương pháp hay công nghệ gì để điều trị bệnh lý đó à? Chị đến thì được bác sĩ soi da rồi tư vấn cho chị làm cái bắn pixel, rồi dùng cái PRA, rồi chạy kim mà để mà tái tạo da, phục hồi da với là đổ chân lông, hay là tránh thâm trên cái sẹo của chị, chuyển cái sẹo cũ mà bị chai sần. Ở đây thì chị thấy liệu pháp này làm khá là nhanh, sau 10 ngày là chị thấy coi như là những cái đó nó không còn bị nữa. Còn như trước kia là chị điều trị cả mấy tháng trời, chị chờ cho nó một cái vết thương mà nó lành nó cũng khá là lâu. Nhưng bây giờ nó khô và nó lành nhanh và nó rụng nhanh á. Thì thành ra 10 ngày đã kết thúc cái điều trị đó rồi, nên đang khỏe hơn rất là nhiều. Chị thấy ở đây cái dịch vụ phục vụ chăm sóc khách hàng rất là tốt. Các bạn phục vụ rất là nhẹ nhàng, rất là thân thiện và rất là tử tế. Và chị cảm thấy là được tư vấn là khá là nhiều kỹ lưỡng cho chị để mà chị quyết định lựa chọn.
Chị có lời nhắn nhủ gì cho những bạn đang bị bệnh lý giống như chị không? Gửi đến cho các bạn là nếu các bạn mà cần liệu pháp này để mà đạt kết quả nhanh hơn á, thì mình có thể chọn cái giải pháp này. Chi phí của nó thì ok, nó giúp cho mình rút ngắn được thời gian và nó cũng an toàn và nó cũng nhanh á. Ồ, bác sĩ có cam kết liệu trình cho chị là làm trọn gói cho chị để mà cái da chị nó đẹp trước khi chị đi về lại bên đó luôn. Thì bác sĩ cũng cam ký với chị là hoàn thành nó cũng khoảng là 90%. Yeah. Sau khi chị nghe cam kết đó, chị có cảm thấy thực sự là mình tin tưởng không chị? Thì chị tin tưởng nên chị mới quyết định lựa chọn và làm cái điều chỉnh này. Thì chị sau quá trình chị thực hiện được nó rồi, chị chứng thực rồi thì chị thấy nó rất là tốt. Thì bên đây em xin được tri ân và biết ơn phòng khám đã giúp cho em điều trị được cái làn da mặt của mình. Nhất là về tình trạng mụn và cái tình trạng lỡ và vết thâm của da bị chai sần á, thì những cái đó em cũng trăn trở suốt mấy năm nay để mà cho nó kết thúc cái tình trạng này. Thì bây giờ nó đã kết thúc và em cũng thấy rất là biết ơn đã giúp cho em hoàn thành xong cái da mặt em tốt hơn và đẹp hơn ạ. Chị là Hoàng Anh Nguyễn, chị ở Florida, Mỹ. Còn đây là anh Henry Mai, là ông xã của chị. Thật sự mà nói thì anh thấy cái thẹo đó nó lỗ gì, không phải riêng anh mà mấy bạn bên Mỹ cũng nhiều lắm. Mà anh biết cách nào để mình làm cái đó. Nhất là anh có ông Dượng có nhiều cái lỗ như thế này nè, nó phải may là như thế nào đó. Lúc cái công nghệ cái thời đó cũ đó, thì ngày hôm nay thì cũng là mình cũng may mắn mà lại đây á, thì có những công nghệ mà thật sự anh cũng chả biết gì, nhưng anh chỉ biết là có sẹo mà em làm cách nào mà anh hết sẹo là được rồi. Bản thân chị với là chị rất là hài lòng khi mà thấy được ông xã của chị trẻ hơn 10 tuổi luôn á em. Là đi đâu ai cũng khen hết á. Thì anh, nếu mà bản thân anh thì anh cảm thấy dịch vụ như thế nào? Bình thường ở ngoài đường á, thì nếu mà quảng cáo anh coi anh sẽ không làm. Cái lý do mà anh làm ở đây đó là tại vì đây thứ nhất là mình cũng thấy một cái cơ sở vật chất nó quá là tin tưởng. Và bên cạnh đó thì khi mà thấy cơ vật chất đủ tầm để mà anh lấy cái trải nghiệm của anh, lấy cái mặt anh ra thử, thì anh thấy kết quả ngày hôm nay thì rất là trẻ. Cô chú bác của anh Hoàng á, khi mà sau bao nhiêu năm gặp lại á, là rất là bất ngờ luôn đó, sao mà giữ được cái da quá là đẹp như vậy. Thì anh Hoàng cũng có chia sẻ là đã sử dụng cái dịch vụ đó mà không hề bị đau đớn, không có bị bất cứ cái vấn đề gì hết, gây kích ứng hết, mà anh Hoàng đã có được. Một điều mà anh nói đây đó là anh nói thiệt mà mấy bạn không tin, anh là 60 tuổi thì so với lấy anh ra soi mấy bạn mà ở cái vùng đó 60 tuổi thì người ta nói anh có giấu hay là có giỡn không, mà thật tình là anh sinh năm 1964 mấy đứa em. Ok, là 60 rồi đó. Bạn nào đang bị, thứ nhất là bị sẹo lồi, sẹo lõm, giống như ông xã của Hoàng Anh đây, sẹo mụn rất là nhiều và cái lỗ chân lông thật sự rất là to, thì mấy bạn có thể đến đây để trải nghiệm thử cái dịch vụ này. Mấy bạn hoàn toàn không có mất gì hết. Mấy bạn chỉ mất một ít thời gian và một ít chi phí để mà mấy bạn có thể cải thiện được. Và bản thân Hoàng Anh với lại anh Hoàng là những người thật sự đến đây để trải nghiệm dịch vụ, chứ không phải là nhận tiền quảng cáo gì hết mấy bạn. Mấy bạn cứ yên tâm điều đó nha. Lúc trước là cũng sanh em bé xong rồi nám chuyên sâu rồi nám mảng rồi, nói chung là nhiều lắm. Lúc trước sức kem nám rồi xong thời gian rồi mấy bạn chỉ dùng thuốc gụ, rồi mới đậu thì nó ngay nó cũng giảm nha, thuốc gụ á, rồi xài từ từ cái sao nó thấy nó bào mòn da, nó mỏng da, mặt đỏ lên á, cái thấy vậy thôi không xài nữa. Chị lên coi Facebook á, mà chị lướt cũng thấy cũng nhiều cái da liễu mỹ phẩm đồ cũng như mà xịt ba rồi đó, nhưng mà không có tin tưởng. Tại sao tự nhiên cái không biết cái duyên gì xui khuyến tin tưởng vào đây, rồi có khách hàng nhiều hơn nữa, rồi giống chị cũng có mà thấy có hiệu quả, cho nên là quyết tâm đi tới đây cho bằng được. Tới giờ là thấy nó cải thiện nhiều dữ lắm luôn, chắc cỡ 60-70% rồi đó, so với ban đầu á. Là bây giờ nó cải thiện là không còn mẩn đỏ, không còn sần, không còn ngứa, và cái làn da nó hơi bóng mượt lên hơn một tí, tự tin và mừng nữa. Chứ mỗi lần đi ra đường là thấy nó không có được tự tin mà nó có mặc cảm nữa, bây giờ là tự tin lên nhiều. Sẵn đây mình cũng có muốn gửi đến mấy chị em phụ nữ, như là mình lo lắng cho chồng cho con, hy sinh cái tuổi xuân của mình đã quá nhiều rồi, thì bây giờ mình phải nghĩ về mình một tí, mình sẽ
tân trang cái sắc đẹp và tuổi trẻ mình lên tí để không có còn cái mặc cảm hay là đi ra đường mình thua bạn bè trăng lứa, để cho chồng mình nó phải thương yêu mình như mọi lần. Chứ bây giờ nếu mà mình bỏ bê mình là xấu xí thì chồng mình nó sẽ chê mình, là nó sẽ khi dễ mình nữa.